nhà một trệt một lầu hẻm thông luôn, cứng cáp lắm, cao ráo. Không, đó. Bên phải của chúng ta là đường số 8 của chúng ta là đường cột mát Quang Trung á, rất là đông đúc. Hello, chào lại trên màn hình. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình.